Chào các bạn, hôm nay mấy cục bông bắt đầu tập ăn rồi. Đây là một cục bông. Cục bông thứ hai đang tập ăn rồi. Ăn rất ngon lành. Cục thứ ba nằm đấy với đuôi ấy hả? Nằm đấy mát hơn ạ. Một đứa đã đâu rồi? À đây. Chủ động ra để vào video luôn. Mi đi ra kia nào để quay mấy em bé. Săn đây ạ. Thích lên tivi đây. Mấy đứa ra đây, mấy đứa thích lên video thì ra đây cho nó sáng nào. Nằm ra đây nhé, ra đây cho nó sáng. Úi dồi mắt này, thôi, úi thổ. Đây, cho săn đây lên, săn đây ngửa mặt lên nào, không lên nào. Đây là con bố này. Đấy. Đây là con mẹ này. Hai bố mẹ. Mẹ thì to hơn bố một tí. Đây là mấy đứa con. Đứa giống bố, đứa giống mẹ. Ui giời, con chì hùa đánh đá quá. Cái máy quay này nó làm đau em hay sao mà em lại chuồn hả? Quay cái máy quay vào nó có bị đau không? Sao lại chuồn? Ăn xong rồi chúng nó mỗi đứa chọn một chỗ để ngủ rồi. Giai đoạn này là cái giai đoạn ở bẩn nhất của bọn chó con. Bôi xinh tươi. Rất là xinh. Em này là mặt vuông kiểu chihuahua. Lông thì lại pha với lại poodle. Hơi xoăn màu lông của poodle. Em ra đây nào. Nào. Đi ra đây quay video một tí. Chui xuống nào. Trời ơi. Ôi tình quá. Ôi tình quá. Rồi, đây nằm xuống. Nè, nằm xuống nào. Nằm ra. Không thích nằm à? Không thích nằm thì đứng nhá. Săn ơi yên nào, không ồn. Hay thôi. Ngoan. Đây, tác phẩm của cái loa này con này. Trời. Em xinh tươi em tào mọi người nhá. Buồn ngủ rồi. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.